những học sinh đã có ý định muốn đi du học Mỹ hoặc Canada, tuy nhiên vẫn còn đang e ngại về vấn đề chi phí, thì hôm nay công ty du học Tân Đại Dương, công ty hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu đến các bạn một vài chương trình học bổng tại Mỹ và Canada để các bạn có thể là tham khảo. Và khi mà các bạn có thể nhận được học bổng này, các bạn cũng có thể là tiết kiệm chi phí về phần học phí cho chính bản thân mình các bạn nhé. Cụ thể thì tại Canada thì có trường Fraser International College. Khi học tại trường này, các bạn có thể chuyển tiếp lên trường Simon Fraser University. Cụ thể học bổng trường là 2.000 đô la Canada và với điều kiện các bạn phải có điểm tổng kết lớp 12 là ít nhất trên 8.0 và IELTS đạt 5.0. Khi nhập học, các bạn có thể nhập học là tháng 5 và tháng 9 năm 2015. Fraser International College là một tổ chức giáo dục bậc cao đẳng tại Vancouver, Canada với phong cách năng động và hiện đại. Chất lượng đào tạo được đảm bảo, cơ sở vật chất đầy đủ theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, không chỉ mang đến cho học sinh hành trang kiến thức, đó còn là nền tảng kinh nghiệm để các học sinh có thể tự tin hòa nhập vào bất cứ môi trường quốc tế nào khác. Fraser International College là một trường cao đẳng nằm trong cùng hệ thống, thậm chí cùng khuôn viên với Simon Fraser University. Do đó, những sinh viên đã hoàn thành khóa học của Fraser International College có thể chuyển tiếp lên đại học tại Simon Fraser University mà không cần bất cứ điều kiện nào khác. Điều này mang lại ưu thế vượt trội, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hai trường và sinh viên là những người được hưởng lợi ích nhiều nhất. Có thể nói đây là một con đường tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả bởi Simon Fraser University là một trong năm trường đại học hàng đầu của Canada do tạp chí Macklin bình chọn. Sinh viên hoàn toàn yên tâm về chất lượng đào tạo, giá trị bằng cấp cũng như lộ trình học tập khi du học tại Canada. Tất cả đều rõ ràng, chi tiết và được thống nhất. Về chương trình học bổng thứ hai mà công ty Tân Đại Dương muốn nói đến các bạn, đó chính là hệ thống trường University of Massachusetts tại Boston, Lowell và Dartmouth. Học bổng 12.000 đô la Mỹ trong 4 năm và điều kiện là sinh viên phải hoàn tất chương trình dự bị đại học tại Navitas và nộp đặt tiền đặt cọc sớm nhất sẽ được nhận học bổng 3.000 đô la Mỹ cho năm đầu tiên của chương trình dự bị đại học. Các bạn sẽ phải nhập học tháng 5, tháng 9 năm 2015. Và nếu học sinh duy trì được GPA trên 3.0 thì sẽ tiếp tục được nhận học bổng là 3.000 đô la Mỹ cho 3 năm còn lại của chương trình đại học. Hệ thống đại học Massachusetts được xếp hạng 56 trong top 200 trường toàn cầu theo Times of London 2010 World University Rankings, hạng 4 bang Massachusetts sau Harvard, MIT và Tufts. Hệ thống trường là một hệ thống 3 trường đại học trong hệ thống UMass kể trên có liên kết đào tạo với tập đoàn giáo dục quốc tế Navitas, là một tập đoàn giáo dục toàn cầu có cơ sở tại các trường đại học hàng đầu của Úc, của Anh và Canada, Singapore và Mỹ. Navitas cung cấp các chương trình tiếng Anh, dự bị đại học, chuyển tiếp tương đương năm nhất đại học, dự bị thạc sĩ cho sinh viên quốc tế. Học bổng thứ ba đó chính là học bổng của trường đại học University of New Hampshire. Học bổng chỉ giá 10% chương trình dự bị đại học và điều kiện là các bạn phải tốt nghiệp lớp 12 ít nhất trên 7.0 của GPA và IELTS đạt ít nhất trên 5.0. Đại học New Hampshire là một trường đại học công lập trong hệ thống Đại học New Hampshire danh tiếng của Hoa Kỳ và thành lập vào năm 1866, trụ sở chính tại thành phố Durham với hơn 16.000 sinh viên, thì đây là một trường đại học lớn nhất bang New Hampshire. Đại học thì cung cấp hơn 1.100 chương trình đào tạo, tất cả đều được chứng nhận bởi các cơ quan kiểm định cao cấp nhất, đó chính là Hiệp hội Kiểm định các chương trình quản trị kinh doanh, Ủy ban Kiểm định các chương trình kỹ thuật và công nghệ, Ủy ban Kiểm định các chương trình quản trị du lịch khách sạn. Và đây là một trường cùng Harvard, MIT là ba trường đại học hàng đầu Đông Bắc Hoa Kỳ được nhận tài trợ bởi NASA. Học bổng thứ tư và đó cũng là một học bổng cuối cùng, đó chính là học bổng của Western Kentucky University. Học bổng trị giá 3.500 đô la Mỹ. Và điều kiện để nhận được học bổng này đó là các bạn phải có điểm tổng kết lớp 12 ít nhất trên 6.0, IELTS đạt ít nhất là trên 5.0. Tổng quan về trường đại học Western Kentucky thì đây là một trường đại học công lập được thành lập vào năm 1906. Trường nằm trên một ngọn đồi thuộc thành phố Bowling Green, bang Kentucky. Được sinh viên yêu thích vì môi trường học tập hiện đại trong thành phố Thanh Bình vào hạng bậc nhất nước Mỹ. Đại học Western Kentucky còn được đánh giá là một trường phát triển nhất bang Kentucky và là một trong những ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất nước Mỹ. Trường có hơn 170 ngành đào tạo từ đại học đến sau đại học với các ngành nổi tiếng như kế toán, tài chính, tâm lý, báo chí và truyền thông, ngôn ngữ hiện đại, khoa học điện ảnh,
khoa học chính trị, khoa học máy tính, toán học, v.v. Và đặc biệt khoa kinh doanh của trường được chứng nhận bởi tổ chức AACSB, đó chính là Hiệp hội các trường kinh doanh cao cấp tại Hoa Kỳ từ năm 1982. Và đó là một vài thông tin về chương trình học bổng hấp dẫn tại Canada và Mỹ các bạn có thể tham khảo khi du học tại hai đất nước này. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng cũng như cách thức nhận được học bổng như thế nào, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Các bạn nên lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì ngồi cạnh mình đây đó chính là bạn Sơn Ca. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ. Và giờ đây chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với Sơn Ca để biết được cái quá trình làm hồ sơ của Sơn Ca thì như thế nào, cũng như là lý do vì sao Sơn Ca lại chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Sơn Ca. Dạ, chào chị. Sơn Ca có thể giới thiệu một ít thông tin về bản thân của em cho các bạn biết được không? Em tên là Sơn Ca, năm nay em 19 tuổi. Tại đây ở Việt Nam thì em đang học tiếng Anh tại trung tâm Việt Mỹ. Trong thời gian rảnh thì em thường nghe nhạc lên Facebook và em thích đi du lịch. Nếu vậy thì qua bên Mỹ thì mình sẽ học cái trường gì cũng như là cái chuyên ngành nào bên đó em ha? Dạ, qua Mỹ em sẽ học trường Stuart College. Trường em là có gần 100 năm kinh nghiệm. Lâu đời nhất quận Los Angeles và lâu đời 100 năm trường lâu đời của bang Cali. Trường em được xếp trong top 50 trường cao đẳng tốt nhất nước Mỹ. Sĩ số lớp học thì nhỏ khoảng 15 người cho nên mình được quan tâm nhiều hơn. Giờ em sẽ học quản trị kinh doanh. Tại vì mơ ước của em là được làm trong công ty Masan Group, chuyên sản xuất về các mặt hàng tiêu dùng được người dân Việt Nam yêu thích. Cho nên khi du học thì em sẽ được cái bằng cấp quốc tế dễ dàng cho em vào làm trong công ty. Nếu vậy thì cho chị hỏi là lý do vì sao em lại chọn Mỹ để làm cái điểm đến của mình em ha? Dạ, vì thời tiết của Mỹ gần giống với Việt Nam, dễ thích nghi. Chứ em là ở bang Cali có nhiều món ăn Việt cho nên em dễ sống hơn. Cái lộ trình em học ở bên Mỹ thì nó sẽ như thế nào em ha? Đầu tiên là em sẽ học tiếng Anh tại FLS 1 năm. Sau đó khi đủ điểm trong FLS em sẽ học cao đẳng 2 năm và liên thông lên 2 năm đại học. Sau khi kết thúc 5 năm học ở tại Mỹ thì em sẽ quay về Việt Nam và xin vào công ty Masan Group. Dạ, cho chị hỏi Sơn Ca là qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương ha? Khi ba mẹ quyết định cho em đi du học thì em cũng tìm hiểu rất nhiều công ty khác. Vô tình được người anh giới thiệu cho em làm tại công ty Tân Đại Dương, tại vì anh em cũng có làm rồi cho nên biết là công ty đang được Đại Dương rất tốt, cho nên đã giới thiệu cho em và em lên đây tìm gặp các chị tư vấn viên, em sẽ làm hồ sơ luôn. Khi đến công ty Đăng Thị Dương thì em được gặp được chị Thí. Chị Thí tư vấn cho em rất là nhiệt tình. Mọi cái điều mà em thắc mắc thì chị Thí giải đáp rất là rõ ràng. Chị Thí sắp xếp cho hồ sơ cho em rất là chu đáo. Khi mà vào lãnh sự quán cần những gì thì em có thể dễ dàng đưa ra những cái thứ mà lãnh sự cần, không cần phải mất thời gian nhiều. Sau khi tư vấn với chị Thí thì em có xuống học với anh Khôi. Anh Khôi rất là nhiệt tình hướng dẫn cho em là phải trả lời, cách trả lời như thế nào để thuyết phục được lãnh sự, tìm cho em thông tin về các trường học, cho em biết được là trường nào tốt nhất để em vào chọn được trường đó, rồi cho em biết thêm nhiều về thời tiết của bang Cali và cuộc sống ở Mỹ. Trong lúc học với anh Khôi thì có rất nhiều bạn đậu phỏng vấn, vay chữ về nhận quà. Lúc đó em cũng thấy hào hứng, em cũng vui lây và bây giờ thì em đã có được visa trong tay. Ngày cuối cùng em được học với anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh giúp cho em được cảm thấy tự tin hơn, tâm lý thoải mái, không còn sợ khi bước vào là gặp lãnh sự quán nữa. Thì vô đó em cứ nghĩ như là hai người bình thường trò chuyện với nhau, không phân biệt là lãnh sự hay là mình. Sau khi hoàn thành hồ sơ với Tân Đại Dương và bây giờ em đã có visa trong tay thì sau này khi mà người thân và bạn bè em có ý định du học thì em sẽ giới thiệu đến công ty Tân Đại Dương, bởi vì dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt, rất là chuyên nghiệp và tỷ lệ đạt visa cao. Chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Sơn Ca ha, và chị hy vọng là sau 5 năm mình học ở bên Mỹ trở về Việt Nam á thì em có thể thực hiện được ước mơ của mình nha.
Dạ, em cảm ơn chị và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Rồi. Và chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ đến đây là tạm kết thúc. Và còn rất là nhiều chia sẻ các bạn có thể truy cập tại website tindaidương.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra những bạn nào đang có ý định du học Mỹ, các bạn có thể đến ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại.